Mến chào các em. Hôm nay thầy sẽ cùng các em ôn lại những kiến thức chuẩn bị để kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 sắp tới. Một số cần lưu ý. Chúng ta sẽ làm kiểm tra giữa học kỳ 1 vào tuần thứ 9. Hình thức là trắc nghiệm cộng tự luận, đề chung toàn trường và ngữ liệu các em lưu ý là sẽ lấy ở bên ngoài sách giáo khoa Bộ Chân Trời Sáng Tạo. Giới hạn ôn tập, chúng ta ôn bài số 1 và bài số 2. Bài số 1 gồm có thơ 4 chữ, 5 chữ, phó từ. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ 4 chữ hoặc 5 chữ. Bài 2 có truyện ngụ ngôn, dấu chấm lửng. Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. Những nội dung các em cần xem lại ở bài số 1. Các em lưu ý, các em phải xem lại thật là kỹ phần tri thức ngữ văn trước mỗi bài học. Thơ 4 chữ, 5 chữ, những điều chúng ta có thể gặp phải trong kỳ thi sắp tới. Thứ nhất, về thể thơ. Người ta có thể yêu cầu các bạn xác định thể thơ, cách nhận biết thể thơ đó, cách gieo vần, vị trí gieo vần, tác dụng của cách gieo vần đó, cách ngắt nhịp, tác dụng của cách ngắt nhịp. Các biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ, tác dụng của các biện pháp tu từ đó. Chỉ ra các hình ảnh thơ độc đáo trong bài thơ. Qua bài thơ, tác giả thể hiện tình cảm, cảm xúc gì của mình và thông điệp học được từ bài thơ. Về phó từ, đề bài có thể yêu cầu chúng ta tìm phó từ có mặt trong văn bản hoặc trong một câu văn, câu thơ cụ thể. Sau đó có thể yêu cầu thêm các em đặt câu có chứa phó từ vừa tìm được. Các em lưu ý, nếu gặp câu hỏi đặt câu có chứa phó từ vừa tìm được, các em phải đặt câu có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ. Đầu câu phải viết hoa, cuối câu có dấu kết thúc câu. Và phó từ được sử dụng trong câu phải là phó từ chứ không phải một từ loại khác. Chúng ta lưu ý trong tiếng Việt, có những từ nó đồng âm nhưng mà nghĩa và chức năng của nó khác nhau. Và một điểm cần lưu ý đặc biệt nữa là chúng ta không được phép lấy lại cái câu văn hoặc câu thơ có trong đề bài làm phần đặt câu của mình. Ở bài số 1, các em có thể được yêu cầu viết đoạn văn khoảng vài câu nêu suy nghĩ về một chi tiết nào đó có trong văn bản hoặc liên hệ bài học của chính mình. Các bạn nên nhớ là khi chúng ta viết khoảng vài câu thì các bạn nhớ là viết đầy đủ số câu. Ví dụ người ta yêu cầu các bạn viết 6 đến 8 câu thì chúng ta viết trong khoảng 6 đến 8 câu. Chúng ta hạn chế viết quá ít so với số câu quy định hoặc quá nhiều so với số câu quy định. Và giữa các câu các em phải có sự liên kết với nhau. Chứ không phải là những cái câu nó rời rạc như vậy chúng ta cũng sẽ bị trừ điểm. Hoặc các em cũng có thể được yêu cầu viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ được lấy làm ngữ liệu ở trong bài. Những điều nội dung các em cần xem lại ở bài số 2, thầy lại nhắc lại một lần nữa, xem kỹ phần tri thức ngữ văn trong sách giáo khoa. Về truyện ngụ ngôn, đề bài có thể yêu cầu chúng ta xác định thể loại, có phải là truyện ngụ ngôn hay không, chủ đề của truyện là gì, nhân vật không gian thời gian trong truyện có gì đặc biệt, và yêu cầu các bạn rút ra bài học cho bản thân từ truyện, hoặc yêu cầu các bạn tóm tắt lại truyện. Thầy lưu ý cái phần tóm tắt lại truyện, muốn tóm tắt lại truyện các em cần phải liệt kê ra giấy nháp những sự việc chính, những sự việc phụ ở trong cái câu chuyện ngụ ngôn đó. Và sau đó các em tỉnh lược đi phần sự việc phụ, còn lại sự việc chính. Và các em liên kết các câu văn lại với nhau tạo thành một đoạn văn ngắn. Nên nhớ, chuyện ngụ ngôn nó vốn đã ngắn rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể tóm tắt nó khoảng 2 đến 3 câu văn nữa. Các em cần luyện tập ở nhà phần này. Dấu chấm lửng, các em có thể được hỏi về công dụng dấu chấm lửng. Các em nhớ dấu chấm lửng có 5 cái công dụng. Các em liên hệ phần tri thức ngữ văn. Ở phần dấu chấm lửng này, đề cũng có thể yêu cầu các bạn, các em đặt một câu có dấu chấm lửng theo cái có cái công dụng như ví dụ như là em hãy đặt một cái câu trong đó có sử dụng dấu chấm lửng dùng để liệt kê, kể tên những sự vật hiện tượng chưa được liệt kê hết chẳng hạn, vân vân. Một phần nữa trong bài số 2,
Đó là viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. Bài văn có kết hợp yếu tố miêu tả. Thầy lưu ý đặc biệt với các em, đây là nội dung của phần viết 4 điểm. Đây là nội dung của phần viết 4 điểm. Nên đề nghị các em theo dõi và luyện ở nhà thật là kỹ. Phần này thầy cô đứng lớp đã hướng dẫn cho các em rất cụ thể. Thầy chỉ nhắc lại những cái sợ các em quên mà thôi. Muốn làm được bài văn thể loại này, các em cần phải, thứ nhất, các em chọn sự việc có thật là sự việc gì? Sự việc có thật là sự việc mà em tham gia. Trong sự việc đó có nhắc đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. Thầy có thể cho các em vài gợi ý. Các em có thể kể lại một cái lễ khai giảng ở trường mình. Và trong lễ khai giảng đó các em được nghe kể về thầy Chu Văn An. Các em cũng có thể kể về một buổi tham quan ngoại khóa ở Bến Tre. Và trong chuyến đó các em được nghe kể về cuộc đời sự nghiệp của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Các em đi du lịch Côn Đảo, các em đi viếng mộ chị Võ Thị Sáu, nghe kể về chị Võ Thị Sáu. Các em đi du lịch Quảng Ninh, ghé thăm sông Bạch Đằng. Và các em được nghe kể về cuộc chiến trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền. Hoặc đơn giản, các em có thể kể lại một cái tiết học lịch sử. Trong tiết học đó các em được nghe kể về một nhân vật hoặc một sự kiện lịch sử nào đó. Các em cần lưu ý, khi nói về nhân vật lịch sử thì các em nên nói rõ tiểu sử của nhân vật. Ví dụ nhân vật vân vân đó sinh cái lúc nào, ở đâu, gia thế như thế nào, quá trình hoạt động sự nghiệp ra sao, mất năm nào, phần mộ ở đâu vân vân. Các em nêu như vậy. Còn nếu như các em chọn là sự kiện lịch sử thì các em phải kể lại diễn, kể lại tóm tắt, một cách tóm tắt diễn biến của sự kiện lịch sử đó. Ví dụ như nguyên nhân của sự kiện, sự kiện đó trải qua những cái hoạt động nào, ta đánh giặc ra sao, giặc chống trả như thế nào, ta lại tiếp tục phản công ra sao, rồi kết thúc của sự kiện đó là gì, vân vân. Rồi, các em nhớ ha, ở đây là mình kể lại một sự việc có thật, thì mình cần phải liệt kê lại các hoạt động cần có trong cái sự việc đó. Ví dụ như tôi chọn là dự lễ khai giảng được nghe kể với thầy Chu Văn An, thì trong sự việc có thật này chúng ta sẽ có thể có những cái hoạt động nhỏ như sau. Đó là trước giờ khai giảng, hoạt động thứ hai chào đón các em sinh khối 6, hoạt động thứ ba chào cờ, hoạt động văn nghệ, nói về hoạt cảnh thầy Chu Văn An, hoạt động cuối cùng là trống khai trường, kết thúc buổi lễ. Như vậy cái hoạt động văn nghệ là hoạt động các em sẽ lồng ghép câu chuyện về thầy Chu Văn An, tóm tắt lại câu chuyện về thầy Chu Văn An ở phần này nha. Và kết thúc của phần thân bài sẽ là hoạt động kết thúc buổi lễ. Nếu các em chọn du lịch đến Côn Đảo thì các em sẽ chọn cái hoạt động khởi hành, mình khởi hành đi như thế nào, mình đến Côn Đảo mình viếng mộ ra sao, rồi ở khi viếng mộ thì chúng ta sẽ được nghe các hướng dẫn viên kể về chị Võ Thị Sáu. Sau đó các em ra về, cũng là ra về ra khỏi cái khu di tích đó, thì cũng như là kết thúc được cái phần thân bài của mình. Rồi, đây là cái dàn ý thầy ghi dễ hiểu lại cho các em có thể nắm so với sách giáo khoa ha. Mở bài, các em sẽ giới thiệu sự việc, đó là việc gì, ở đâu, nhân vật hoặc sự kiện lịch sử nào được nhắc đến trong sự việc các em kể. Thân bài, các em phải nhớ hai ý lớn. Ý thứ nhất là trước đó, tức là trước cái sự việc có thật này xảy ra đó, em từng biết đến cái nhân vật hoặc sự kiện lịch sử đó trong hoàn cảnh nào? Và điều em ấn tượng nhất về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử đó là cái gì? Sau đó, cái phần này các em viết một đoạn ngắn thôi, 3 đến 5 câu thôi. Sau đó các em sẽ vào phần chính, đó là kể lại diễn biến của sự việc theo trình tự, từ hoạt động khởi đầu cho đến hoạt động kết thúc. Trong đó các em nhớ là hoạt động nghe được, mình được nghe kể về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử được xem là hoạt động chính. Và trong cái phần kể lại này, chúng ta vừa kể vừa kết hợp các yếu tố miêu tả. Kết bài, các em có hai ý. Sự việc này, tức là cái sự việc tham quan, cái buổi lễ khai giảng vân vân, nó đem lại cho em điều gì? Và sau đó em sẽ nêu lại cảm nghĩ của em về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử sau sự việc này. Ví dụ như là sau cái buổi lễ em càng trở nên trân quý và khâm phục, và em hứa với thầy Trung An là sau đó. Khi các em làm bài xong nên đối chiếu lại với bản kiểm xem bài làm của mình đã đạt được những cái nội dung mà bài viết đặt ra hay chưa. Thường chúc các em làm bài kiểm tra thật tốt. Mến chào các em.